Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ cả nhà một loại trái có người biết mà chắc có người chưa biết ha. Có ai biết trái này trái gì không? Rồi mình sẽ giới thiệu với cả nhà ha. Đây là trái tắc ngọt, có người thì gọi là trái tắc Mỹ, có người thì gọi là trái tắc Thái. Chung quy thì trái tắc này ăn cái mùi á, thì nó vẫn là cái mùi trái tắc, nhưng mà cái vị á, thì nó rất là ngọt. Mình cắn ngọt lắm cả nhà ơi, ngọt ngay vậy ha. Mà khi mà trái tắc này chín á, nó có một cái màu vàng cam, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi hôm nay nhân dịp mua được trái tắc này thì mình sẽ lấy một ít hạt ra và chia sẻ cách ươm trồng những cái hạt tắc này thành cây ha. Đó, cái hạt nó rất là bự đó cả nhà. Rồi bây giờ mình đã lấy được một ít hạt rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm nước nha cả nhà. Mình ngâm nước sau 8 tiếng thì mình sẽ lấy ra và mình rửa qua hạt cho nó sạch. Tiếp theo mình sẽ gói những cái hạt mình đã rửa ha, thì vào một cái khăn giấy ẩm, mà cái khăn giấy này thì không có mùi. Mình sẽ ủ hạt trong đây và sau 10 ngày sẽ cho mình một cái kết quả, đó chính là những cái hạt nó đã nảy mầm rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không, những cái mầm nó lên rất là khỏe luôn. Rồi hôm nay mình phải ra chậu cho những cây non này thôi cả nhà, nhìn cưng lắm luôn. Rồi đây, mình đã chuẩn bị những cái ly nhựa. Ở bên dưới thì có đục lỗ, và mình dùng hoàn toàn là đất sạch mua ở giữa cây ha. Mình bỏ đất vào và mình bỏ cái cây vào giữa, để thật nhẹ nhàng. Sau đó lấp đất lại và tưới nước ẩm, tưới cho nó ướt hết luôn ha. Và cả nhà lưu ý một ngày nhớ tưới cho những cái cây này 1-2 lần nha, để giữ ẩm cho cây phát triển nhanh hơn. Mình chỉ giữ lại một ít hạt để gieo trồng, chia sẻ, gửi đến tất cả mọi người thôi. Còn một số thì mình đã làm món mứt và chia sẻ bên cô Đỗ Hai món ngon. Cả nhà có muốn coi thì hãy ghé qua bên cô Đỗ Hai món ngon coi món mứt của mình làm nha. Món mứt thì rất là vàng, ngon lắm. Rồi đây, sau nửa tháng để những cái con này ra những cái ly nhựa, thì bây giờ cây đã phát triển như vậy nè cả nhà, nhìn cưng lắm luôn cả nhà ơi, xanh mướt à. Rồi hôm nay mình chia sẻ gửi gắm tới tất cả mọi người, nếu ai mà có thích có những cái cây tắc ngọt trong tương lai, thì nếu mà mình ăn được những trái tắc ngọt thì mình hãy giữ hạt lại và mình ươm trồng nhé. Rất là đơn giản thôi cả nhà ơi, và mình mong rằng mình sẽ chăm sóc cây cho tốt, và sau này có những cái cây tắc ngọt và chia sẻ gửi đến tất cả mọi người coi cho vui. Rồi nếu cả nhà có muốn coi món mứt thì nhớ ghé qua bên cô Đỗ Hai món ngon xem ủng hộ mình nhé. Bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp.